Chào các bạn, hiện tại bão số 9 hay còn có tên quốc tế là bão Usagi đang có vùng tâm bão ở phía đông nam của đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận và hiện tại đang gây ra gió giật và mưa lớn ở đảo Phú Quý. Và dự đoán thì bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, đi sượt ngang qua phía nam của đảo Phú Quý và sau đó sẽ đổ bộ vào khu vực từ Phan Thiết đến thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì công tác phòng chống bão của các tỉnh đang diễn ra khẩn trương, như là Phan Thiết, Vũng Tàu rồi thành phố Hồ Chí Minh đã di dời dân ở những vùng nguy hiểm. Và bây giờ ta cùng xem bão sẽ di chuyển như thế nào nha. Đó, dự đoán thì bão sẽ đi sượt qua phía nam của đảo Phú Quý và đổ bộ vào khu vực Phan Thiết. Rồi sau đó thì bão sẽ suy yếu dần qua khu vực Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và tan dần trong đất liền. Đó là dự đoán đường đi sắp tới, chứ hiện tại đang 12 giờ 37 phút thì vị trí của bão đang nằm trên bản đồ chúng ta đang nhìn ở đây. Đó, và đang gây mưa gió ở đảo Phú Quý.